Vâng. Civic Honda thì vẫn là một trong cái dòng xe mà có thể nói là vẫn là đẳng cấp và vẫn là bền cho các bạn. Đó, ngày hôm nay thì em Tuấn Anh đang chạy thử trên một chiếc xe Honda Civic các bạn nhé. Đây các bạn thấy đây, vô lăng này. Đó, sản xuất năm 2008, được trang bị hộp số tự động. Con này thì được trang bị động cơ là 1.8. Cái Civic này thì nó chia ra làm hai bản, đó là bản 1.8 và bản 2.0. Và đấy là Tuấn Anh đang nói về số tự động nhé các bạn nhé. Với cái bản 1.8 này là một trong những cái dòng bản thiếu, thì thiếu là thiếu những cái gì? Thiếu là thiếu về cái tích hợp gẩy số trên vô lăng, thiếu cửa lóc các bạn nhé. Còn đâu thì máy của nó thì có thể nhỏ hơn những cái dòng 2.0. Và dòng Civic là một trong cái dòng xe rất là bền, lành và chạy khá là tiết kiệm, và cũng như là rất là đầm và chắc chắn cho cái vị trí các bạn. Và ngoài Hải Phòng thì đang có những cái cơn mưa. Đấy. Hôm nay chạy ngoài mưa đây. Và số của dòng này thì rất là ngọt ngào. 1.8 như thế này thì mức độ vọt của nó cũng khá là tốt. Đấy. Cửa thất dòng này thì khá là ok, số nhảy vẫn là đều và trơn tru. Đấy. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này, nếu như chúng ta chạy thì nó rơi vào tầm khoảng 9 lít trên 100 km. Tốc độ thì vòng tua rất là hay, cũng như là chạy rất là bốc và đầm. Bây giờ trời đang rất là mưa và Tuấn Anh sẽ đỗ lại một chỗ nào đó để quay cho quý vị anh chị về cái chiếc xe này, đúng không ạ? Đâu em? Tắt rồi. Vâng, và đây thì may quá các bạn ạ, may quá là trời đã ngớt cơn mưa. Em dựng xe luôn ở đây. Vâng, 14L3995 là biển số của chiếc Honda Civic em vừa chạy thử. Sản xuất năm 2008, số tự động, máy 1.8, rất tiết kiệm nhiên liệu. Dòng Civic thì nói thật với các bạn là cái form của nó rất là trường, rất là đẹp và cứng. Các bạn nhé, Civic là một trong cái dòng xe khá là tên tuổi, cũng như là khá là bền. Đó gọi là Honda thì các bạn phải biết rồi đấy ạ. Xe được trang bị 4 bánh đa năng đúc nguyên bản theo xe, hệ thống phanh đĩa 4 bánh, hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn cốt của chiếc xe thì khá là nguyên và zin. Thân vỏ của nó khá đẹp, 1.8 các bạn nhé. Sơn xi màu đen. Các bạn nhìn thấy cái dòng Civic này thì form dáng của nó thế nào, chuẩn luôn đấy. Và hiện tại thì với chiếc xe này thì Tuấn Anh đang chào bán với cái giá là 269 triệu đồng. 269 triệu đồng các bạn sẵn sàng mua được những chiếc xe đời cao hơn của Toyota Vios hay là ấy, nhưng mà nó chỉ là số sàn thôi. Nhưng mà đây là một chiếc xe số tự động đời 2008. Vâng, chỉ có 269 triệu đồng. Một chủ từ đầu biển Quảng Ninh. Xe thì không có mục mọt gì. Lốp thì của nó thì còn 70%. Na đang rất là đẹp, la đang kiểu dạng la răng đúc các bạn nhé. Đúc xoắn đây. Sơn xi thân vỏ nó khá ok. Trời lắng lúc trời mưa. Nhưng mà rồi sao, có những cơn mưa như thế này thì khá là mát. Các bạn có thể ghé qua cửa hàng bên em xem và trải nghiệm. Vâng, ô tô cũ Hải Phòng nhé các bạn nhé. Kính chào quý khách. Và địa chỉ của em thì nằm ngay đối diện với ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng, nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10, rất dễ tìm. Và quay trở lại với chiếc Civic này, các bạn nhìn thấy nội thất của nó là màu kem. Và nội thất của nó thì rất là thơm, thơm như mít luôn. Rất là sạch sẽ và sáng, được trang bị cái nội thất màu kem này thì các bạn thấy là rất là sáng. Đó. Keo chỉ của nó khá đẹp, tắp lu tắp ly ra. Gương ký chỉnh điện, gương cụp xe đủ hết. Keo chỉ của nó thì cam kết cho các bạn xe thì còn zin, không nỗi. Đó. Không mất phân keo chỉ nào. Xe đẹp. Đó. Tất cả từ những con ốc bẩn này còn chấm sơn của nhà sản xuất. Cái phần tắp lô ra này còn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Nhựa thì không có bẩn biết gì cả các bạn nhé. Và cam kết cho các bạn về cái phần đinh bấm dàn giật cột kèo quanh xe là không có lỗi, không có đâm đụng, không có tai nạn. Đấy. Cửa đóng rất là nhẹ, được cái biển số rất đẹp của Quảng Linh, một chủ từ đầu. Đấy. Và khi nhìn vào hai chiếc hai phần hốc, phần máng nước của chiếc xe như thế này thì các bạn thấy đều tăm tắp luôn, không có bị đâm đụng tai nạn vào đây. Đây là phần lắp capo sau. Cốp của nó thì khá lông, lông nhưng mà khá rộng. Tất cả các bạn nhìn thấy đây. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Kích kiếp và lốp dự phòng, chiếc xe đầy đủ cho xe. Đồ đạc luôn, tháo lốp đầy đủ luôn.
và phần gầm của nó thì khá là đẹp. Phần gầm của nó thì không có mùng mọt gì. Hôm nay là 30 rồi, cuối tháng rồi. Ngày mai nếu ngày mùng 1 anh em nào đến mua xe, gọi là em bán lấy lộc thôi, không bán lấy lãi nha các bạn nhé. Đây là chìa khóa này, khóa khiển còn hai chìa luôn. Anh em nào ngày mai đến mua xe của Tuấn Anh thì Tuấn Anh sẽ bán lấy lộc thôi, không bán lấy lãi, với một cái giá rất hợp lý cho tất cả cái dòng xe bên em. Đấy, được cái nội thất con này thì nội thất màu kem, nên là các bạn nhìn thấy là có thể nói là nội màu kem là cái bộ nội thất mà đáng mua nhất, vì nó sáng xe, cho dù xe màu đen đấy, nhưng bộ nội thất màu kem thì lúc nào nó sáng, và được trang bị cả những cái tay lắm mở cửa như thế này các bạn nhé, tay lắm mở cửa như thế này. Keo chỉ của nó khá đẹp, vâng, nội thất thì khá là ok. Đó, khá đẹp cho mọi người đây, không phải chê gì cả. Vẫn được trang bị hai túi khí và trang bị hệ thống ABS đầy đủ hết. Đó. Vừa rồi thì Tuấn Anh đã giới thiệu cho các bạn về quanh quanh cái thân vỏ của chiếc xe Civic 2008, thì trang bị động cơ là 1.8 số tự động biển Quảng Ninh, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội thất. Sau khi phần nội thất rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần khoang máy các bạn nhé. La răng khá đẹp luôn này. Vâng, Civic là một trong những dòng xe rất là trường, rất là trường xe. Và trong xe thì các bạn thấy được trang bị một cái bô lăng của Civic, của Honda. Honda thì kể cả CRV thì bô lăng của nó cũng dạng dạng như thế này. Và cái cổ số của nó thì như thế này. Xe chạy được 23.3177 km, tức là từ năm 2009 giờ là 11 năm, mỗi năm chạy 2 vạn. Xe trang bị cả màn hình này, cam hành trình trên gương này, cả cam lùi và cả biến lùi, camera lùi này và cảm biến lùi các bạn nhé. Đấy, khi chúng ta vào số lùi nó sẽ hiện cảm biến đây. Âm thanh nghe rất hay. Với cái bản này thì không được tích hợp trên vô lăng về một cái gì cả, từ volume cho đến gẩy số. Đấy, hệ thống số PRD D1 D2. Đấy. Màn hình nguyên bản nguyên zin của nó các bạn nhé. Cái màn hình này nghe rất là hay, cái đường truyền ra của nó rất là tốt, chứ đừng thay những cái màn hình tàu mà Android cũng không thể bằng cái màn hình này được đâu ạ. Đấy là Tuấn Anh khuyên thật cho các bạn. Các bạn cứ thích Android nó to, nhưng mà cái đường truyền âm thanh ra không chắc nó bằng những chiếc đầu nguyên bản, kể cả là đầu không có màn hình, đầu đĩa luôn. Quá là ok cho mọi người. Gương cụp xòe đầy đủ luôn. Hệ thống chỉnh gương đầy đủ hết. Quá là ok cho mọi người. Và Civic được thiết kế hai cái gạt mưa là hai chân ở đầu, hai chân ở đầu ngoài cùng này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó gạt vào giữa chứ không phải là hai chân ở một bên các bạn nhé. Tất cả dòng xe khác thì hai chân nó sẽ đậu ở một bên và nó gạt theo một hướng, nhưng đây thì không. Hệ thống đèn pha, đèn cốt, đèn đóm của nó thì khá là ok cho mọi người. Đấy, kính lái này, kính lái auto vẫn còn sử dụng, vẫn hoạt động auto luôn. Đấy, đây là kính phụ. Tất cả đều hoạt động bình thường hết các bạn nhé. Đấy, hệ thống còi, còi rất là to luôn. Đấy, hộp tì tay, dòng Civic này chạy rất sướng luôn. Trước em có con Civic 2010 chạy khá là sướng luôn, một chủ từ đầu cũng biển Quảng Ninh, để sau bán cho bác ở Thái Bình. Đấy, dòng Civic này công nhận là chạy rất là đầm và trướng. Hệ thống loa nước của âm thanh thì rất là hay. Nếu đã có những lúc em biết rằng âm thanh nghe rất là hay luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra về máy. Dòng này thì được trang bị hình như là động cơ Evotec. Đấy, Civic chạy ngoài đường kìa các bạn ạ. Đấy, form dáng rất là đẹp luôn. Vâng, bản này thì được trang bị động cơ Honda Evotec 1.8. Máy thì rất là sáng và sạch sẽ cho các bạn luôn. Nổ rất êm, đang đóng điều hòa. Đây là cụm chia ABS này các bạn này. Đây. Đó. Thế thôi, máy thì nó rất đơn giản. Dòng Honda thì máy nó khá là bền và lành rồi. Đấy, mặt chân máy của chiếc xe. Nói chung dòng Civic này là một trong những dòng xe khá là bền, khá là lành và khá là tiết kiệm. Chạy rất là ok, khoang máy nó rất là đơn giản thôi. Còn đây là phần keo chỉ này, keo chỉ lắp cabo này, cabo zin này, nhà sản xuất này.
269 triệu. 269 triệu các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Honda Civic 2008, số tự động, máy 1.8. Vậy còn gì bằng đúng không ạ? Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về chiếc Honda Civic 2008 này, biển Hải Quảng Ninh, một chủ tự động. Mọi người xem video của em đừng quên cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ dùm em. Và các bạn có mua xe hay không mua xe thì nếu mà đi qua cửa hàng của em thì có thể là ngồi vào ghé qua cửa hàng của em uống nước chè. Ôi dồi ôi, chiếc xe này có cả đèn bi xenon siêu sáng này, một đèn halogen và một đèn bi xenon siêu sáng này các bạn này. Đó, đèn gầm rất sáng luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.